Chiều ngày 18 tháng 2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, trong ngày 18 tháng 2, toàn tỉnh ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó, huyện Cẩm Giàng có thêm 8 ca, huyện Nam Sách có thêm 1 trường hợp tại khu cách ly, thành phố Chí Linh ghi nhận thêm 2 ca và thị xã Kinh Môn ghi nhận thêm 1 ca ho sốt cộng đồng. Hiện đã chỉ đạo thị xã Kinh Môn khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết bằng được các F1 và điều tra nguồn lây. Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương cho biết đã tìm ra nguồn lây tạo chùm lây nhiễm COVID-19 tại địa bàn phường Hải Tân khi tưởng chừng đã mất dấu F0. Cũng trong ngày 18 tháng 2, tiểu đoàn phòng hóa thuộc quân khu 3 tiếp tục triển khai 2 xe chuyên dụng phun khử khuẩn cùng 1 tấn chloramin B và 10 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ phun khử khuẩn 12 điểm tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Trong những ngày tới, đơn vị này sẽ tiếp tục khử khuẩn một số khu cách ly tập trung của huyện, một số doanh nghiệp có nguy cơ cao để phòng chống và hạn chế dịch bệnh lây lan.